Phương pháp liên lạc tại cảnh giới cao Ở cảnh giới cao chúng ta không cần lời nói Chúng ta phát ra làn sóng điện thì người khác có thể nhận được Ngôn ngữ cũng chỉ là một hình thức của làn sóng điện Một thứ chấn động lực Sau khi chúng ta đã quen với thứ chấn động lực này Chúng ta sẽ hiểu ý người khác nói là núi hay nước Nếu chúng ta nhận được sự huấn luyện của một hệ thống khác Chúng ta có thể câu thông bằng làn sóng điện không dùng một ngôn ngữ nào cả giống như cả thế giới chỉ dùng chung một thứ ngôn ngữ khi chúng ta nghĩ gì người khác đều có thể tiếp nhận được vì tư tưởng là một loại năng lực phát sóng đến người khác giống như làn sóng điện họ sẽ tiếp nhận và hiểu được đôi khi quý vị nói rằng bất cứ sư phụ ở đâu cầu nguyện đều linh nghiệm cả sư phụ nghe rất nhiều người nói như vậy hầu hết là đồng tu của chúng ta ngay cả không phải đồng tu cũng có thể nghiệm này không phải sư phụ có cái radio ở đây và nghe được quý vị đang nghĩ gì bên trong mà là do chúng ta có một hệ thống câu thông bằng làn sóng điện ai nghĩ gì mình cũng biết không cần ghi chép bằng ngôn ngữ của thế gian chúng ta biết làn sóng điện dài hay ngắn biểu tượng cho điều gì làn sóng điện khẩn cấp có vận tốc như thế nào và làn sóng điện chậm êm dịu mang ý nghĩa gì một vị thầy khai ngộ biết ý nghĩa của những làn sóng điện khác nhau phát ra từ người lâm nạn và đáp ứng với một tin tức khác để giúp họ nói họ biết phải làm thế nào trường hợp này chúng ta có thể nói là vị thầy khai ngộ này đến cứu người đó hoặc là người lâm nạn kia nhận được tin tức đó bên trong và thoát nạn vì vị thầy khai ngộ và người lâm nạn bên trong đã đồng nhất thể có cùng một chấn động lực như nhau dù người đó chưa biết chủ nhân của mình nhưng vị khai ngộ biết cách câu thông với chủ nhân bên trong của họ chỉ cho họ cách ứng biến khẩn cấp để thoát nạn họ nhận thông tin cứu giúp tựa như chúng ta nhận tin tức từ đài phát thanh tiến vào mạng lưới liên hành tinh cho nên chúng ta cần phải tu pháp môn quán âm. Trong kinh Phật có nói rằng Phật nói bằng một ngôn ngữ mà bất cứ chúng sanh nào cũng đều hiểu. Chúng ta dùng làn sóng điện, chấn động lực, mật mã để câu thông. Ngôn ngữ của vũ trụ chỉ có một. Bất cứ ai hiểu được chấn động lực đó, biết cách tiếp nhận và phát ra thì có thể câu thông với cả vũ trụ. Vũ trụ tựa như một mạng lưới và mỗi tinh cầu đều có thể liên lạc với nhau nếu chúng ta có thể tiến vào mạng lưới của các tinh cầu thì chúng ta điều gì cũng biết có khó khăn gì đều được cứu vớt cầu xin gì cũng linh nghiệm cả chúng ta đều có máy radio ở trong nhà bất cứ tin tức gì phát ra từ đài phát thanh chúng ta đều có thể nhận được ở nhà vì chúng ta đã tiến vào làn sóng điện đài phát thanh đó chúng ta nằm ở trong mạng lưới truyền thanh nếu không có radio thì dù có đài phát thanh nằm ngay bên cạnh nhà chúng ta cũng không nghe thấy hệ thống liên lạc hai chiều cao siêu nhất tương tự vậy người tu hành là những người tiến vào hệ thống mà dạng vật đồng nhất thể bất luận chúng ta đang ở đâu tổng đài chính cũng có thể nhận được yêu cầu khẩn cấp của chúng ta biết chúng ta muốn nói gì máy radio và đài phát thanh chỉ có thể truyền tin tức một chiều, nhưng hệ thống của chúng ta thì hai chiều giống như điện thoại. Thí dụ quý vị hiểu những gì sư phụ nói, và sư phụ cũng hiểu những gì quý vị nói. Chúng ta câu thông hai chiều. Đây là hệ thống liên lạc cao siêu nhất mà không cần dụng cụ gì cả. Tuy nhiên, nếu chúng ta chưa tu hành đến mức cao thâm, thì dường như chỉ có hiệu quả một chiều chỉ có sư phụ nhận được mà quý vị nhận không được hoặc như có cảm giác nhận được nhưng tin tức không rõ ràng lắm vẫn còn bị nhiễu có lẽ là dụng cụ chưa được chỉnh cho tốt có khi chúng ta gọi điện thoại hoặc mở radio có nghe rất nhiều tiếng nhiễu nghe không rõ thì phải sửa máy cho lẹ có lẽ vì chúng ta cách đài phát thanh quá xa bị núi hoặc gì đó che mắt như điện thoại vô tuyến trong núi gọi không được tuy nhiên hệ thống liên lạc của chúng ta không bị ngăn cản bởi núi ngoại trừ chúng ta tự tạo ra một ngọn núi cản trở lực gia trì của sư phụ chúng ta nghi ngờ sư phụ hoặc chúng ta không có tự tin không nghĩ là mình đáng để sư phụ giúp đỡ chúng ta cứ nghĩ là mình nghiệp chướng quá nặng hoặc cho là mình rất giỏi tự mình làm lấy được rồi, không cần dựa vào ai cả. Có rất nhiều lý do khiến chúng ta bị nhốt trong thành kiến của chính mình và giam chúng ta khiến chúng ta không thể câu thông hoặc cảm thấy sự đồng nhất thể. Đó là vì sao chúng ta không nhận được tin tức. Giống như nếu chúng ta mặc áo mưa, nước mưa không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Master Thanh Hải vô thường sư khai thị vào ngày 12 tháng 4 năm 1994 tại Đài Loan, còn được biết là Formosa. Bản tin số 63 Các thiên đế đang lắng nghe Ngay cả thiên đế cũng không biết tất cả dù là vua của các thiên đế, cho nên quý vị có thể thấy đó là thiên đàng đẳng cấp thấp hơn. Các thiên đàng đẳng cấp thứ năm thì biết tất cả mọi thứ, dĩ nhiên. Họ càng lên cao thì càng có nhiều kiến thức về dạng vật ngay cả kiến thức trần gian. Ờ, họ biết hết tất cả nếu muốn biết. Nhiều khi họ không muốn. Có gì ở đây mà họ muốn biết đâu, nói tôi nghe. Có gì xứng đáng cho tai họ, để làm bận tai của họ. Không có gì. Có gì xứng đáng để mũi họ ngửi không, cho mắt họ nhìn không. Có lão bà ngồi đây, chân gác lên bàn, lúc lắc mấy ngón chân, và nói chuyện giới dẫn và toàn thể hội chúng cũng cười dớ dẫn à không có gì nhiều như thế này là tốt nhất rồi tưởng tượng xem tưởng tượng phần còn lại làm sao họ thích nhìn cái gì chứ thôi thôi tôi nói giỡn thôi các thiên đế đang lắng nghe bất cứ khi nào chúng ta thuyết giảng hoặc hội họp như vậy thì họ luôn luôn tới đứng quanh họ thích thích lắm Họ thích kiểu nói chuyện như vậy, thích nhiều hơn con người nữa. Họ trân quý nhiều hơn bởi vì họ thật sự hiểu lực lượng của lời nói từ kinh điển và từ bất cứ vị nào tôn kính đọc, ngay cả không nhất thiết đọc bởi vị minh sư cao đẳng. Họ thích bởi vì khiến họ cảm thấy hân hoan, vui sướng và có thêm công đức để họ có thể sống lâu hơn nữa trên thiên đàng. Họ có thể ở địa vị thiên đế lâu hơn để hoa trên đầu sẽ không héo tàn nhanh quá họ sẽ không chết mau như thế và họ có thêm lực lượng thêm tuổi trẻ thêm sinh lực và thêm hạnh phúc công việc trên thiên đàng vấn thiên đàng trông ra sao sư phụ quý vị về nhà đọc kinh a di đà hoặc kinh dược sư phật kinh a di đà kinh lăng nghiêm tất cả kinh này đều diễn tả hoàn cảnh trên thiên đàng. Dấn, người ta làm gì trên thiên đàng? Có không gian và thời gian hay không? Sư phụ, sẽ có rất nhiều việc để làm. Làm bất cứ gì mình muốn, làm bất cứ gì khiến mình vui nhất, chứ không phải loại công việc tầm thường chỉ để kiếm tiền và nhét đầy bụng. Nhưng những việc thật sự thú vị và thăng hoa. Rất nhiều điều để học rất nhiều nơi để đi rất nhiều người để biết rất nhiều điều mới lạ để khám phá quý vị luôn luôn bận rộn nhưng trong sự vui thích không phải trong cách sống quay cuồng và quý vị không làm với sự bó buộc mà với ý muốn của chính mình có thời gian và không gian ở đó nhưng không giống như ở thế giới này đó là một chiều không gian khác chúng sinh trên mặt trời vẫn. Ngài có lần nói với chúng con rằng những chúng sinh của đẳng cấp thứ tư và thứ năm sống trên mặt trời Bởi vì bên trên đẳng cấp thứ ba thì thứ tư và thứ năm là thế giới vĩnh hằng Con luôn luôn có hứng thú về thiên văn cho nên con có một câu hỏi Mặt trời thuộc vào cảnh giới vật chất Vậy nếu chúng sinh đẳng cấp thứ tư và thứ năm sống trên mặt trời thì có phải thế giới tâm linh của thế giới vật chất trùng lên nhau không? hay những chúng sinh này có dụng cụ bảo vệ đặc biệt thí dụ người hỏa tinh cũng thuộc đẳng cấp thứ tư nhưng hành tinh của họ đã bị hủy diệt rồi cho nên con nghĩ khi ngài nói những chúng sinh này đã đạt đẳng cấp thứ tư thì có phải ý nói đây là đẳng cấp họ sẽ đạt khi họ chết và họ có thân thể vật chất y như chúng ta sư phụ không quý vị có thấy thân thể vật chất của họ không làm sao thân thể vật chất chịu nổi loại hành tinh đó Quý vị không biết rằng nhiệt độ là hàng ngàn độ ở đó sao Quý vị nói đùa Vậy thế giới tâm linh và thế giới vật chất có trùng lên nhau không Cái gì trùng lên nhau Để tao nói quý vị nghe Thế giới hiện thời của chúng ta là loại thế giới gì Vật chất hay tâm linh Thưa vật chất Bây giờ tôi đang sống ở đây bây giờ Đẳng cấp của tôi là gì Giả sử quý vị đạt đến đẳng cấp thứ tư, thí dụ, thì hiện giờ quý vị sống ở đâu? vấn bởi vì có lần sư phụ nói rằng khi những chúng sinh đẳng cấp cao xuống đây, họ chỉ có thể ở lại một thời gian ngắn, nên còn có chút không rõ. Sư phụ, tôi nói rằng họ đã đạt đẳng cấp đó rồi, và nếu họ quyết định xuống đây cho vui hoặc thăm người nào đó, thì họ sẽ làm vậy quý vị đã sống trên thế giới này rồi và đẳng cấp của quý vị sẽ từ từ thăng hoa. Đó là khác. Dẫn, vậy linh hồn mình có thể đi lên. Sư phụ, phải. Trong lúc quý vị thiền, linh hồn sẽ đi lên. Nhưng nghiệp quả của quý vị vẫn giữ ở đây, cho nên không phải là toàn bộ quý vị có thể đi lên. Sau khi quý vị bỏ đi thân thể vật chất này, thì quý vị có thể đi lên hiện tại quý vị đi lên và đi xuống hoài như là đi chợ vậy quý vị biết đi chợ là thế nào chứ quý vị có thể ở lại đây bởi vì quý vị có thân thể vật chất này không có nhục thể này quý vị không thể ở lại đây quá lâu cho nên quý vị rất có phước quý vị có thể ở lại đây và có thể đi lên để viếng thiên đàng quý vị có thể đi lên và rồi xuống trở lại Thân nhân của quý vị mới qua đời đúng không? Vậy thì nếu họ muốn đi xuống, họ có thể. Nếu họ không muốn, quý vị không thể buộc họ xuống. Nếu họ muốn xuống, họ sẽ làm vậy. Nếu họ không muốn, họ sẽ không. Để làm gì chứ? Chúng ta rất khát khao đi lên đó, vậy họ xuống đây làm gì? Những chúng sinh đó đôi khi xuống bởi vì họ có một số công việc để làm. Quý vị có một căn nhà thoải mái để sống, và quý vị thỉnh thoảng sẽ đi chợ mua hàng. Nhưng quý vị đâu muốn la cà trong siêu thị mỗi ngày. Họ xuống đây có ích lợi gì chứ? Chúng ta đều muốn đi lên đó. Dấn Con xin hỏi mặc dù đẳng cấp thứ tư và thứ năm là thế giới vĩnh hằng và sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Các nhà thiên văn nói khi mặt trời chấm dứt sự tổng hợp hạt nhân nó sẽ già đi và bị hủy diệt. Do đó, muốn hỏi nếu nói rằng cảnh giới thứ tư và thứ năm là vĩnh hằng thì sư phụ để ta hỏi quý vị điều này bây giờ quý vị nghĩ tôi hiện tại đang ở đẳng cấp nào lấy tôi làm ví dụ vâng ngài ở đẳng cấp thứ chín ngài là cao nhất đẳng cấp thứ chín sư phụ vậy nếu được cầu này bị hủy diệt tôi cũng có sẽ bị hủy diệt không Dạ không. Đúng vậy, cho nên những chúng sinh trên mặt trời cũng vậy. Dấn, vậy họ sẽ dời đến những hành tinh khác. Sư phụ, tại sao họ phải dời đi? Những chúng sinh này là vô sở bất tại, tại sao dời? Đây là nói về linh hồn, không phải thân thể vật chất. Khi linh hồn chúng ta đạt đẳng cấp thứ tư hoặc đẳng cấp thứ năm, thì có thể sống ở mọi nơi thí dụ một số chúng sinh ở đẳng cấp thứ tư và thứ năm xuống địa cầu bởi vì họ muốn giúp con người và địa cầu khi họ đi họ sẽ trở về đẳng cấp thứ tư và thứ năm họ không bị hủy diệt thậm chí khi thân thể họ bị hủy diệt dù toàn địa cầu bị hủy diệt những chúng sinh này sẽ không bị hủy diệt họ là như lai có nghĩa là vô sở bất tại họ ở đâu họ cũng giống vậy Thí dụ quý vị đang ở đẳng cấp thứ năm và quý vị nhìn thấy tất cả sự đau khổ trên thế gian này, cho nên quý vị biến hóa vào thân vật chất này. Hoặc quý vị luân hồi vào thế giới này để dùng nhục thể này, để giúp các chúng sinh vật chất khác. Linh hồn của quý vị thuộc đẳng cấp thứ tư hoặc thứ năm. Thân phàm của quý vị thì giống như mọi người khác, nhưng cho dù nhục thể của quý vị có bị quỷ diệt, quý vị sẽ không bị quỷ diệt bởi vậy có nói địa tạng vương bồ tát rất vui vẻ sống ở địa ngục nhưng các chúng sinh khác ở địa ngục rất đau khổ bất cứ nơi nào ngài đi ngài mang thiên đàng theo với ngài ngài mang nó trong túi do đó thiên đàng và địa ngục không phải chỉ là nơi chốn đó là sự thành đạt tâm linh hoặc đẳng cấp tu hành của chúng ta chúng ta đã đến thế giới này rồi tại sao phải đợi để trở về thiên đàng chúng ta nên cố gắng tối đa để biến đổi thế giới này thành thiên đàng tại sao phải đợi trở về thiên đàng mỗi ngày khi quý vị thiền quý vị ở trên thiên đàng cũng giống như đến đây thiên đàng cũng giống y như vậy thiên đàng ở bên trong vị thánh nhân chúng sinh đẳng cấp thứ tư và thứ năm sống ở mặt trời bởi vì họ muốn giúp những hành tinh quanh mặt trời và giúp địa cầu này không có mặt trời nhiều thứ không thể mọc người ta sẽ buồn khổ vì thế giới sẽ luôn tối như đêm về đêm không phải chỉ chúng ta chờ để thức vào bình minh cảm thấy rất vui phải không chúng ta thích đi ngủ nhưng chúng ta cũng đợi cho mặt trời mọc để mình có thể đi lại và cảm thấy vui vẻ chúng ta rất khoan khoái khi nhìn thấy mặt trời do đó vào mùa đông chúng ta thấy buồn chán hơn. Mùa hè mọi người rất vui vẻ như mình sống lại vậy. Đó là nhà mặt trời. Những chúng sinh này sống ở đó là để gia trì, giúp chúng ta và làm cho chúng ta vui. Nếu mặt trời bị hủy diệt, họ sẽ không bị hủy diệt. Họ không có thân thể vật chất, hiểu không? Chúng ta có thân thể vật chất, cho nên có thể bị hủy diệt, nhưng họ không có thân thể vật chất thân thể họ không thể bị hủy diệt. Bằng không, họ làm sao chịu đựng nhiệt độ hàng ngàn độ ở đó. Không ai có thể ở trên mặt trời, thậm chí chỉ một sát na. Bởi vì nó quá nóng. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.